Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA được ký kết vào ngày 30 tháng 6 vừa qua và đang trong quá trình chờ phê duyệt. Đây là một hiệp định thế hệ mới có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thế nhưng lợi dụng hiệp định đang trong quá trình chờ phê chuẩn thì một số đối tượng đã dùng chiêu trò để chống phá, cản trở như gửi thư ngỏ, gửi kiến nghị hoặc trực tiếp gặp gỡ, vận động. Những đối tượng này đang thể hiện rõ sự chống phá ta dưới vỏ bọc của những nhà dân chủ, hoạt động nhân quyền, thậm chí là mang danh nhà yêu nước. Chúng ta sẽ nhận diện rõ những chiêu thức thủ đoạn và cả những đối tượng đứng sau dàn dựng những chiêu trò này trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay. Và trước hết sẽ là những thủ đoạn mà các đối tượng này đang sử dụng để cản trở việc thông qua EVFTA. Ngày 25 tháng 9 năm 2019, 48 tổ chức quốc tế trong nước tiếp tục gửi thư ngỏ kiến nghị tới các nghị sĩ, nghị viện châu Âu, Ủy ban Nhân quyền châu Âu xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền Việt Nam, kiến nghị cứu xét, hoãn lại việc phê chuẩn thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA. Trong những ngày vừa qua, cùng với việc gửi đến nghị viện châu Âu, thư ngỏ nêu trên được họ tung lên mạng xã hội, các trang của các tổ chức phản động lưu vong. Đặc biệt, nhiều phương tiện truyền thông quốc tế vốn có góc nhìn nhãn cố với thể chế chính trị Việt Nam lợi dụng dịp này để đục nước béo cò, khai thác, đăng tải triệt để. Trong thư ngỏ, họ kêu gọi kiến nghị các nghị sĩ, nghị viện châu Âu hoãn lại việc xét phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Họ cho rằng EVFTA phải thật sự hỗ trợ cho các giá trị của EU qua thương mại và rằng Việt Nam chỉ có những hứa hẹn suông, gia tăng đàn áp đối với các nhà bảo vệ nhân quyền, các ký giả dân báo và các nhà hoạt động môi trường. Họ lưu loa rằng, thay vì xây dựng niềm tin, Việt Nam lại gia tăng đàn áp và tiếp tục vi phạm các điều luật và chuẩn mực quốc tế đã được xác định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự. Cuối cùng họ kiến nghị, nếu không dừng lại EVFTA, thì EU có nguy cơ giao thương với một quốc gia đàn áp chính người dân của họ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhìn vào danh sách các tổ chức ký tên xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thì người ta không mấy ngạc nhiên bởi những tổ chức quốc tế điển hình như Phóng viên Không Biên Giới RFS, Law Right West Canada hay Radio TNT Hoa Kỳ. Các tổ chức trong nước và phản động lưu vong gồm Việt Tân, Nhà báo Tự do, Người bảo vệ nhân quyền, các hội đoàn chống cộng, Chi hội Phật giáo Thống nhất, Cộng đồng Người Việt tị nạn, Liên minh Quang phục Việt Nam, v.v. Đây thực chất là các tổ chức của các cá nhân phần tử chống đối phản động lưu vong có nhiều hoạt động chống phá cách mạng với mục tiêu lật đổ chính quyền nhân dân. Các tổ chức quốc tế nêu trên đều là tổ chức vốn có cái nhìn hằn học, thiếu thiện cảm với thể chế chính trị, thường có cáo buộc thiếu khách quan, vu cáo và nhiều hành động đi ngược lại với lợi ích của Việt Nam. Và chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ Nguyễn Minh Phong để cùng phân tích về vấn đề này. Trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Và thưa ông ạ, ông có suy nghĩ như thế nào về hành động mang thư ngỏ kiến nghị đến EU để nhằm cản trở việc thông qua EVFTA của những đối tượng nhân danh nhà yêu nước, nhà hoạt động nhân quyền mà chúng tôi vừa nhắc đến trong phóng sự vừa rồi? Vâng, chúng tôi cho rằng là yêu nước là quyền và nghĩa vụ của các công dân cũng như là những cái tổ chức. Nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng là không thể nhận nhân danh cái lòng yêu nước để mà gây rối ren, để mà tạo ra những cái sự hỗn loạn về chính trị. Mặt khác cũng không thể nhân danh lòng yêu nước để mà cản trở sự phát triển kinh tế, sự hội nhập của một quốc gia trong cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Với tinh thần đấy thì rõ ràng là những cái hành vi cản trở Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, chủ động tham gia các cái tổ chức và các cái hiệp định quốc tế để phát triển kinh tế là một hành động mà không chính đáng. Và dù biện minh dưới bất kỳ lý do nào thì những hành vi vậy cũng nên bị chấm dứt và nên cần phải chấm dứt. Vâng, và như chúng ta đã biết thì Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU với Việt Nam là vốn là một hợp tác thương mại nhằm thúc đẩy kinh tế và mở ra môi trường phát triển giữa hai bên. Tuy nhiên là các tổ chức nêu trên thì đã lợi dụng hiệp định kinh tế này để gắn ghép và lắp ráp về vấn đề chính trị, về vấn đề nhân quyền. Vậy thì ông bình luận ra sao về cái chiêu thức này, về cái sự gắn ghép này? Vâng, chết chúng tôi cho rằng là có một sự ngộ nhận trong cái nhận thức của những cái lực lượng và những cái cá nhân chống đối như vậy. Họ cho rằng là cái hiệp định EVFTA cũng như hiệp định bảo hộ đầu tư của hai bên đó là dường như chỉ có lợi cho Việt Nam, mà không nghĩ rằng đây là một cái hiệp định mà toàn diện, cân bằng, có lợi ích cho cả hai bên.
Thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là sự chống phá của những lực lượng mà không thân thiện thì thường là mang tính toàn diện. Và bất kỳ một sự phát triển kinh tế nào mà có lợi cho Việt Nam thì cũng họ hiểu rằng là có lợi cho sự củng cố hình ảnh của nhà nước Việt Nam, cho cái củng cố cái vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế họ chống phá. Chính vì thế là mặc dù mang tính chất kinh tế nhưng mà họ đưa nó vào đặt nặng vấn đề về chính trị, nhân quyền. Đây là một cái mục tiêu kép. Mục tiêu chính của họ chính là như đã nói đó, họ thể hiện một cái sự chống phá Việt Nam, cụ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam ở tất cả các cấp độ, để nhằm cuối cùng là mất uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, mất uy tín của nhà nước Việt Nam và có thể nếu cần là gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thậm chí là lật đổ cả thể chế nhà nước Việt Nam hiện nay. Thế thì cái việc mà họ gây ra cản trở như vậy nếu mà thành công nữa thì là họ sẽ coi đấy như là một cái dịp để đánh bóng tên tuổi của mình. Từ xưa đến nay thì EU luôn là một cái tổ chức có những cái yêu cầu rất là cao đối với những đối tác hợp tác với họ. Và để có thể đi đến ký kết được EVFTA thì Việt Nam của chúng ta đã vượt qua rất là nhiều những cái yêu cầu khắt khe đó. Và trong đó có thể nói là không thể không kể đến việc hoàn thiện thể chế pháp lý cũng như là những cái thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam của chúng ta đã đạt được. Phải không ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong? Chắc chắn là như vậy. Thể hiện rõ thông qua cái yêu cầu của Chủ tịch INTA, tức là Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Châu Âu, đã nêu hồi tháng 9 năm 2017 với 3 cái yêu cầu cốt lõi để mà ký cái hiệp định này. Thứ nhất đó, là Việt Nam phải phê chuẩn 3 trên 80 công ước cốt lõi của ILO, của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam chưa phê chuẩn, nhằm bảo đảm cái môi trường lao động bình đẳng, bảo đảm cái lợi ích công bằng cho người lao động. Thứ hai nữa là Việt Nam cần phải có một tấm lưới an toàn cho môi trường, ví dụ đánh bắt cá bền vững. Cái thứ ba là Việt Nam cần tạo cơ hội cho các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, nhóm tư vấn trong tham vấn cho các cái chính phủ trong cái quá trình mà thực thi cái EVFTA. Thì 3 yêu cầu này rõ ràng là rất là cao và Việt Nam cũng rất là có thiện chí và cũng đã thực hiện rất là tốt 3 cái yêu cầu này. Thế trên thực tế thì chúng ta đã ngày 14 tháng 6 chúng ta đã thông qua cái công ước số 98 về cái quyền thương lượng tập thể. 2 công ước còn lại chúng ta sẽ thông qua trong tháng tới. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có rất nhiều những hành động để đảm bảo bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo đánh bắt cá bền vững. Cụ thể là đã gắn những cái định vị rồi thực hiện cái việc mà giáo dục công dân, giáo dục người ngư dân đánh bắt cá đúng hải phận của mình, không xâm phạm, không xâm lấn, cũng như đánh bắt một cách nó bền vững, không có kiểu tận diệt. Và cái điều này cũng đang được ghi nhận. Và tháng 11 tới đây thì EU sẽ tiếp tục có một sự thẩm định cuối cùng để rút cái thẻ vàng về cái đánh cá của Việt Nam. Cái thứ ba nữa là chúng ta đã tạo điều kiện cho các cái tổ chức xã hội dân sự cũng như là các cái hiệp hội tham gia vào quá trình để mà lấy ý kiến cũng như là hoàn thiện thể chế. Đồng thời chúng ta cũng tạo điều kiện cho một số những cá nhân nhân danh các hoạt nhà dân chủ đó như là ông Nguyễn Quang Nga sang tận Nghị viện Châu Âu để mà tham gia điều trần của Nghị viện này về cái EVFTA. Tất cả những hoạt động như vậy chúng ta đảm bảo là tôn trọng và thực hiện đúng những cái thông lệ cam kết quốc tế cũng như yêu cầu của EU. Và như vậy là rõ ràng là chúng ta đã đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt những cái cam kết với EU. Và chắc chắn đây sẽ là cái bằng chứng, đây cũng là cái động lực và đây cũng là cái để mà hiệp định sẽ được thông qua ở cả hai bên trong thời gian tới. Vâng, hiện tại thì hiệp định EVFTA đang chờ Quốc hội Việt Nam cũng như là Nghị viện Châu Âu thông qua và phê chuẩn. Vậy thì là một chuyên gia kinh tế với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông có thể đưa ra những yếu tố quan trọng giúp gia tăng triển vọng phê chuẩn hiệp định này hay không? Chúng tôi cho rằng là sẽ không có những cản trở lớn mà tính chất quyết định để mà cái quá trình thông qua hiệp định này ở cả hai bên, quốc hội của hai phía đó là được thuận lợi trong thời gian tới. Ngoài ra đó, chúng ta cũng thấy rằng là bản thân một số những người đã tham gia cái điều trần của Nghị viện châu Âu về hiệp định này, ví dụ như là ông Nguyễn Quang Nga, khi mà tham gia xong về nước có trả lời trên báo mạng, chúng tôi quan sát thấy rằng là ông cũng cho rằng là về cơ bản xu thế ký kết và thông qua là chắc chắn. Những cái mà điều trần hay là những cái cản trở của những cái nhóm tổ chức xã hội dân sự như vậy đó dường như không có cái tác động quyết định vào cái quá trình phê chuẩn và thông qua các cái hiệp định này. Có thể đây một cái sự thừa nhận từ những người bên trong và chúng tôi cho rằng là cũng là một trong những cái căn cứ để cho thấy rằng là cái xu thế tích cực sẽ chiến thắng tất cả những cái cản trở tiêu cực khác. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý khán giả và các đồng chí, rõ ràng là EVFTA là một hiệp định thế hệ mới mang lại lợi ích có tính bước ngoặt đột phá cho không chỉ Việt Nam mà còn với cả EU, mở ra sự phát triển cho cả hai bên.
và mỗi người dân doanh nghiệp cần hiểu đúng, hiểu đủ về lợi ích mà hiệp định này mang lại. Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU chính thức được ký kết tại Hà Nội sau hành trình 9 năm đàm phán. Đây được coi là sự kiện đi vào lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và EU và mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở châu Âu và Việt Nam. Tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định EVFTA không chỉ tạo điều kiện để nâng cao kim ngạch hai chiều mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị mới. Sự liên kết tổng hòa các hiệp định quan trọng này sẽ nâng cánh quan hệ Việt Nam và EU lên tầm cao mới mang tính chiến lược. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên, các thách thức an ninh phi truyền thống càng lớn, thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn. Sự hợp tác hai bên và ký hiệp định hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tư duy mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược của cả Việt Nam và EU là hai nền kinh tế mang tính bổ sung cho nhau, cùng hợp tác, cùng có lợi và cùng phát triển hướng về tương lai tươi sáng, đóng góp cho sự phát triển bền vững và cho hòa bình, ổn định và phát triển. Khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang EU vào năm 2020 sẽ tăng thêm 20% và sẽ không dừng lại ở đó. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường rộng lớn nhưng khó tính này sẽ còn được dự báo tiếp tục tăng thêm 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Như vậy, xét về mặt vĩ mô, tăng trưởng xuất khẩu với mức kỳ vọng như trên sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của Việt Nam những năm tới đây. Bên cạnh lợi ích về tăng trưởng kinh tế, thì một số ngành mũi nhọn của Việt Nam như gạo, cà phê, mật ong, chăn nuôi, hoa quả, thủy sản đều hưởng ưu đãi ngay từ những năm đầu tiên. Tiếp đó là ngành dệt may, giày da, đồ gỗ, tin học đều được hưởng lợi nhiều ưu đãi theo lộ trình. Trong khi cả hai phía đang rất nỗ lực trách nhiệm cao để EVFTA được hoàn tất, đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động và người dân, thì một số tổ chức chống đối lại chống phá và ngăn cản quyết liệt. Hành vi của các tổ chức chống đối việc thông qua EVFTA có thể được ví như một câu ngạn ngữ của người châu Âu, rằng chó cứ sủa, đoàn người vẫn đi. Việt Nam và EU vẫn đang tiến về phía trước. Và xin được trích lại đây phát biểu của bà Cecilia Malmström, cao ủy về thương mại của EU tại lễ ký kết hiệp định EVFTA. Bà Malmström khẳng định, điều này đã thể hiện sự hợp tác lâu dài, lâu bền giữa hai bên. Đây là viên gạch, nền tảng quan trọng cho sự hợp tác giữa các bên trong hội nhập quốc tế và bày tỏ hy vọng hiệp định sớm được hai bên phê chuẩn. Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam mở rộng thị trường mua sắm công là điều kiện cơ hội để phía EU có thể đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của Việt Nam về hạ tầng, công nghệ xanh cũng như phát triển bền vững. Hiện nay, đầu tư của EU vào Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn, nhưng với hiệp định này, chúng tôi hy vọng sẽ có sự đầu tư mạnh hơn nữa vào cả hai thị trường khi mọi người có niềm tin từ hiệp định, mang lại kim ngạch tốt hơn, chất lượng cao hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của Việt Nam cũng như EU. Tôi hy vọng rằng hiệp định này sau khi ký kết sẽ sớm được phê chuẩn, mang lại lợi ích cho người dân. Đây cũng là thông điệp gửi tới thế giới về sự hợp tác trong bối cảnh bảo hộ mậu dịch đang diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới hiện nay. Chúng tôi mong muốn hợp tác thêm với Việt Nam để mang lại lợi ích cao nhất, giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững. Không chỉ mong hiệp định sớm được phê chuẩn, EU còn mong muốn hợp tác thêm với Việt Nam, mang lại lợi ích cao nhất, giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững. Và chính những đối tác của Việt Nam còn đánh giá cao và bày tỏ mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam. Vậy mà những người luôn nhân danh yêu nước, nhân danh hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, thì lại đang ra sức chống phá, có những hành động đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc và người dân. Tuy nhiên họ càng cố ra sức chống phá cản trở, thì âm mưu, dã tâm của họ lại càng lộ diện. Và một vài thủ đoạn mà chương trình ngày hôm nay phân tích đã giúp quý khán giả và các đồng chí nhận diện rõ hơn về điều này. Chương trình Nhận diện sự thật tuần này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.